Quân Giác Quan thứ 6. Thưa quý vị, giác quan thứ 6 bao gồm rất nhiều cái khả năng đặc biệt của con người. Em có biết đó là những khả năng gì không dạ? Dạ biết, đó là cái gọi là cái thần giao cách cảm. Một cái cảm nhận vô hình mặt ta không thể nào thấy được nhưng ta cảm nhận được nó rất rõ. Nó còn bao gồm nhiều cái khác nữa. Dạ đúng. Ví dụ như là ngoài cái chuyện như dạ nói là mình có linh cảm nè. Dạ đúng. Mình có thể nhìn xuyên thấu một vật thể. Rồi còn thêm là có người dùng ý chí của mình để mà điều khiển được vật thể. Cái gì ghê gớm vậy? Đúng rồi, họ vẫn liệt kê đó là nhóm người có khả năng giác quan thứ 6. À, ra vậy. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến đây hai vị khách mời rất là xinh đẹp, rất là tài năng. Và tôi tin rằng đây là hai người có khả năng giác quan thứ 6. À vậy anh, em nôn nóng muốn biết hai người này quá. Đó chính là Xuân Lan và Trương Quỳnh Anh. Xin mời. Trời, ai cũng đẹp hết. Xin phép cho hỏi chị Xuân Lan trước là trong cuộc sống của chị có thường xuyên có những cái cảm giác mà nó gần giống với giác quan thứ 6 không? Cảm giác và linh lính thì đó là những cái cảm giác rất là thường xuyên mà Xuân Lan cũng sẽ vận dụng. Bất cứ gặp một ai đó hoặc là gặp một đối tác nào đó hoặc là một nhân vật nào xuất hiện thì mình đều phải dùng cái giác quan của mình để mình cảm nhận người này có an toàn hay không và có đủ tin tưởng để cho mình có thể mình làm việc hay không. Hoặc bất cứ một cái dự án nào hoặc là một bộ phim nào, cái giác quan của Xuân Lan luôn luôn là cái điều để Xuân Lan có thể quyết định nhận lời hay không nhận lời. À, không biết Trương Quỳnh Anh như thế nào? Đối với em thì em là một cô gái rất là mơ mộng. Và mỗi khi mình xem những bộ phim, mình thấy là người ta sao người ta có giác quan thứ 6 hay quá, cái là mình cũng tự ép bản thân mình giống như là mình có một cái giác quan thứ 6 thật sự. Mình tới chỗ đó cái mình giả bộ mình nói trời trời quen quá, nhưng cuối cùng mình không quen gì hết. Nhưng mà từ khi mà có con xong á thì cái giác quan thứ 6 của em nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng mà chỉ áp dụng với con thôi, có nghĩa là mình chỉ linh tính, mình linh cảm được con mình là nhiều nhất thôi. Chẳng hạn như em đi quay ở đâu mà xa xa đó, xong rồi là Susie nó sẽ biết và nó sẽ né những cái góc nào có camera, thì là ảnh sẽ trốn ở một cái góc nào đó là mình chắc chắn được là con mình giờ đó chưa ngủ. Là đúng y bon là gọi điện thoại, ảnh bắt máy, alo mẹ, con chơi game chút xíu. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà liên quan đến con là em đều được hết, còn những cái khác là em không đoán được. Nhưng mà giống như là người yêu mình hay là ông xã mình mà có một nhân vật nào đó xuất hiện mà thích mà thả thính là mình cảm nhận được liền, là mình bắt liền là đớp tính. Dạ đúng. Cái này em phải công nhận với chị là đúng, tại vì cái lúc đó là cái giác quan thứ 6 của người phụ nữ mạnh nhất đó. Mà dạ nói bằng hết trái tim mình là chắc hứa mình đạt có vấn đề đúng không? Không có, ý là em chỉ ví dụ vậy thôi. Dạ chứ chồng em không có gì đâu cả nhà ơi. Dạ. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau xem thử hai vị khách mời ngày hôm nay giác quan của họ mạnh hay không thông qua những thử thách của chương trình. Và bây giờ xin mời hai khách mời về vị trí của mình. Chị Lan có thể kể thêm một cái câu chuyện nào mà nó cụ thể hơn về giác quan thứ 6 không? Có một cái điều là như vậy. Có một lần là Xuân Lan được nhận lời tham gia một buổi chụp ảnh tại một cái phim trường người ta dựng lên. Đó là một cái khu phức hợp mà người ta làm từ một cái bối cảnh là những cái nhà hoang cũ, người ta làm lại thành một cái khu vừa cà phê vừa chụp ảnh cho giới trẻ ở Hà Nội. Tuy nhiên cái tự nhiên 7 giờ buổi sáng hôm đó Xuân Lan dậy thì tự dưng cảm thấy là ngày hôm nay nó có vấn đề gì đó và mình không nên. Thì tự dưng Xuân Lan đưa cái đề nghị ra là thay vì như vậy thôi mình ra một tòa nhà của Pháp cũ ở ngay trung tâm, ngay khách sạn ở chỗ Metropole ở chỗ Hà Nội, thì là mình chuyển địa điểm ra đó, còn chi phí phát sinh chị sẽ tự lo. Tại vì thực ra ngày hôm nay chị cảm thấy là không có nên tới đó. Thì cho tới 1 giờ trưa Xuân Lan nhận được cái tin là lúc 9 giờ rưỡi sáng ở chỗ đó đã bị sập. Wow. Và có một cô gái bị tử vong bởi vì cái trần nhà của một cái studio dựng bằng thạch cao họ bị sập xuống. Nguyên cái khu đó sau ngày hôm đó là bị đóng vĩnh viễn, bởi vì nó đã bị cũ rệu rã quá rồi, nhưng mà mọi người cứ xây dựng lại để làm. Thì thực ra cái đó là một cái cảm giác mà mình cứ cảm thấy là nó có vấn đề và mình không nên tới đó. Thì cái đó là cái điều mà Xuân Lan đã chuyển qua. Thực ra mình không biết là an toàn cho mình hay là cả ekip, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn. Còn Trương Quỳnh Anh? Còn em thì cuộc đời của em xoay quanh chỉ có hai người đàn ông. Một hồi nãy là em nói là con trai của em, còn hai nữa thì là cái người đàn ông của em. À không, người đàn ông đã từng là của em. Không.
Cứ nói người đàn ông của em đi, thật ra ai cũng biết hết em ơi. À, thì cái tính của người đó là đi nhậu không bao giờ nói, nhưng mà cái tính của người đó là trước khi đi nhậu là kiểu như cảm thấy mình rất là áy náy và hay kêu đi diễn. Là lúc nào mà đi diễn thiệt rồi đi nhậu, hoặc là đi diễn giả bộ rồi đi nhậu, là mình biết được hết. Cái giác quan của mình về cái người đó lúc nào cũng chính xác. Chà, có vẻ là ngày hôm nay hai người phụ nữ này có giác quan rất là mạnh. Chưa biết mạnh tới mức nào thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Và bây giờ hãy đến ngay với vòng 1 được mang tên Xuyên Thấu. Ba chàng trai, ba vóc dáng rất là khác nhau nhỉ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba chàng trai tự giới thiệu về bản thân mình xem là có một chút xíu manh mối nào để cho các cô gái đây đoán xem diện mạo của anh ta như thế nào không nhé. Xin mời chàng trai thứ nhất. Xin chào, ở nhà tôi tên Tô. Sở thích của tôi, mỗi khi vui quá thì lại úp bàn, úp ghế, úp chén, úp ly, úp thao, úp chậu. Cho nên mọi người gọi tôi là Tô Úp. Tôi thích đi du lịch đến những nơi có những không gian cổ kính như viện bảo tàng hay những khu phố cổ để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa cũng như những cuộc sống của những con người bản địa. Tôi có một thói quen rất đặc biệt, đó là đeo tai nghe nhưng không bao giờ mở nhạc. Trời ơi! Bạn bè hay đồng nghiệp nói xấu thì tôi đều nghe hết. Trời ơi! Giác quan thứ 6 của tôi cực kỳ chính xác, được di truyền từ bà cố đến bà ngoại, đến mẹ và đến tôi. Tôi linh cảm rằng hôm nay hai vị khách mời đều là phụ nữ xinh đẹp. Xin cảm ơn. Thú vị đấy. Thú vị á. Đeo tai nghe mà không nghe nhạc. Cá tính quá hả? Cá tính. Thích dương đông kích tay. Ừ. Theo em thấy thì là đây là một cái anh chàng có giọng khá là ấm áp. Em nghĩ ảnh sẽ có một cái nước da nó hơi ngâm ngâm, rám nắng. Còn cái khuôn mặt thì nó, nếu mà ảnh ốm thì nó sẽ vê lai, còn nếu mà ảnh mập thì nó sẽ tròn ra. À, nó có hơi quề vốn không Trương Quỳnh anh? Tôi nghe nó cũng quề vốn mà. Thì tại vì bây giờ cái dáng vậy thì em không đoán được, mà tại cái cầm nó cũng dính vô cái vai rồi, cho nên là em đoán vậy thì lát thế nào cũng đúng. Nếu mà ảnh mập thì là mặt ảnh sẽ tròn. Không có được vậy, mình phải dùng cái giác quan thứ 6 của mình để đoán thử xem cái gương mặt của ảnh tròn hay là ốm hay vê lai hay ola gì đó. Anh thứ nhất là gương mặt sẽ hơi tròn dài. Chị có mường tượng được là gương mặt của ảnh sẽ như thế nào? Mắt, mũi, miệng, mày. Em cho chị vô coi luôn rồi chị tả cho em. Nãy giờ á, Vinh thấy là hai vị khách mời của chúng ta đều dùng lý trí để mà nhận diện. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự á, theo kinh nghiệm, hãy dùng trực giác của mình. Hãy dùng cái gì mà nó chợt đến và nói ra thì phần đúng rất là cao. Trực giác của chị á, cái giọng vừa rồi là của anh thứ hai. Ok, chị có giữ cái trực giác đó. Chị vẫn không tin chương trình. Nổi da gà quá à chị. Thiệt luôn. Để kể câu chuyện nghe đã sợ rồi. Và bây giờ thì xin mời chàng trai thứ hai. Xin chào mọi người, tôi là Bin. Tính cách của tôi là tổng hòa của nhiều yếu tố đối lập. Tôi là người nghiêm túc, chỉnh chu, nhưng rất vui vẻ và đôi khi cũng hơi lầy. Lãng mạn nhưng khá thực tế. Tôi giữ thói quen nề nếp nhưng cũng rất yêu sự tự do. Buổi sáng của tôi thường bắt đầu vào lúc 5 giờ. Tôi sẽ chạy bộ ở công viên, sau đó kiếm một góc ghế đá và làm một tách cà phê để chuẩn bị cho một ngày mới. Thỉnh thoảng khi mơ thấy một điều gì đó, vài tháng sau tôi sẽ gặp y chang như giấc mơ ngoài đời thật. Tôi rất thắc mắc, không biết đó có phải là giác quan thứ 6 của mình hay không. Do đó hôm nay tôi đến chương trình giác quan thứ 6 này để tìm lời giải đáp. Rồi, hai khách mời của chúng ta có ý kiến gì không nè? Thôi em thấy cái anh này trẻ con quá nè. Cái giọng đọc về bản thân mà giống như lồng tiếng phim hoạt hình hay sao ta. Anh này có vẻ giống như là nhạc sĩ, hoặc là ca sĩ, hoặc thiên về nghệ thuật, hoặc là họa sĩ chẳng hạn. Em cũng cảm giác như vậy, có nghĩa là anh này sẽ làm về nghệ thuật. Bởi vì là cái giọng đọc của ảnh cũng khá là truyền cảm, mặc dù là hơi hoạt hình một chút xíu. Cái gương mặt của ảnh sẽ thanh mảnh, dễ nhìn, dễ thương. Tóc ảnh không đen đâu nha, sẽ nhuộm màu hơi nâu nâu nhẹ nhẹ một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai cuối cùng, mời anh. Xin chào, biệt danh của tôi là Tú Mỡ. Tú Mỡ. Bởi vì hồi xưa thì tôi khá là nhiều mỡ. Tôi là một người trầm tính, điềm đạm và khá kỹ tính. Bên ngoài thì khuôn mặt của tôi trông có vẻ khá là lạnh lùng. Tuy nhiên, thật ra thì ở bên trong, sâu thẳm bên trong tôi là một tâm hồn ấm áp, một trái tim ấm áp.
Và ngoài ra thì tôi thích đi du lịch phượt, thích đi ngắm cảnh, thích đi trải nghiệm. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là một cái gì đó rất là sắc sảo và nhạy bén, và đôi khi góp phần làm cho những người phụ nữ trở nên nguy hiểm. Và hai vị khách mời hãy chứng minh cho tôi biết là liệu điều này có thực sự nguy hiểm hay không. Giọng anh này chắc tính thời sự hay gì chứ không có qua tới hoạt hình đâu ha. Anh này em nghĩ là ảnh làm nhạc hơ luôn á. Tại vì ảnh là tên là Tú Mỡ, Tú Xương á, gần Tú Mỡ, Tú Xương đồ đòi nọ đó, hiểu không? Đẹp trai không, đẹp trai không? Không, không đẹp trai đâu. Không đẹp trai lắm. Chỉ làm thơ thôi, không đẹp trai đâu. Hơi lãng tử và chắc chắn là sẽ đen thôi lùi. Anh nói thiệt nha Quỳnh Anh. Giác quan thứ 6 tuyển, mặc dù đây không phải là chương trình mai mối hay gì, đúng. Nhưng tuyển người là phải đẹp. Nói diễn tả cái gì mà thiệt. Xấu hổ ghê vậy đó. Cả ngồi tôi thấy tội luôn á. Bây giờ nhờ chị Xuân Lan vớt giác lại một cái cho chương trình Giác quan thứ 6 nửa mặt nửa mày nè. Tôi nghĩ rằng bạn Tú Mỡ này là gương mặt tròn, dễ thương, da không đen. Không đen ha. Da trắng. Mà tôi rất là, tôi khen lại cho bạn, bạn vui mà tôi khen thật sự là tôi rất cảm tình với cái giọng Hà Nội của bạn. Rất là thanh thoát, rất là nhẹ. Dạo này người ta thích nghe giọng Hà Nội hả chị ơi? Em ơi, Hà Nội là một cái chốn quá tuyệt vời mà em. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gương mặt của ba chàng trai. Xin mời. Sau khi mà chúng ta xem được gương mặt của ba chàng trai trên màn hình thì hai khách mời của chúng ta hãy đoán thử xem là gương mặt nào, là của vóc dáng nào. Đầu tiên là bạn Tô Úp. Tô Úp là số 2 á. Tại sao lại như vậy chú Quỳnh Anh? Tại em thấy cái anh số 2 thì cái mặt của ảnh nó hơi tròn tròn, thì nó hợp với lại cái dáng người to to đó. Còn chị Xuân Lan, chị nghĩ Tô Úp là gương mặt nào? Số mấy? Tôi nghĩ Tô Úp là gương mặt số 3. Số 3. Tới người tiếp theo là bạn Bin. Xin mời hai khách mời. Bạn Bin thì em lại nghĩ là gương mặt số 3. Bin là số 3. Trên màn ảnh số 1 chính là Bin. Người cuối cùng là bạn Tú Mỡ. Bạn Tú Mỡ là bạn số 1 đó. Số 2 chính là Tú Mỡ. Và bây giờ chúng tôi sẽ mở chàng trai có nickname là Bin. Trương Quỳnh Anh thì chọn là số 3, còn chị Xuân Lan chọn là số 1. Không biết là kết quả này có đúng hay không nhé. Bức màn đang được vén lên từ từ. Đã lộ được đôi giày, lộ được cái quần, lộ được cái áo. Chàng trai này có gương mặt nào? Đó là gương mặt số 3. Quỳnh Anh đúng. Em chúc mừng Trương Quỳnh Anh đã mang về 5 điểm đầu tiên. Wow. Chị Lan, chị có muốn nói gì không? Không, chị cảm thấy là chị sai hết luôn rồi đó. Từ từ, chị cứ từ từ. Còn nữa mà. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai bức màn của Tô Úp và Tú Mỡ lên nhé. Xin mời. Một anh là Úp, một anh là Mỡ. Một anh Úp, một anh Mỡ. Chương trình hay quá. Vậy là Quỳnh Anh đúng. Xin được chúc mừng Trương Quỳnh Anh đã mang về cho mình chọn 15 điểm. Hay quá. Vậy là chị Lan là sai hết luôn. Chị sai hết luôn. Nhưng mà được cái là chị biết mấy bạn rất thích chị lắm. Tại vì nãy giờ chị khen mấy bạn hả? Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn mấy em. Dạ. Không sao đâu chị, em cũng có cảm giác rất giống chị. Và em cũng ngạc nhiên là sao mà là trật lất hết trơn kỳ cục. Đúng rồi. Kệ đi. Tại vì chắc là vậy là chắc là chị hết khổ rồi đó. Chị hết giác quan được rồi. Thấm bình yên thôi. Thấm bình yên. Còn mấy đứa mà giác quan tốt đó, nó hay khổ. Bởi vì em mới cần chị trong cuộc đời của em để em bình yên. Như vậy là sau vòng 1 thì là Trương Quỳnh Anh đã mang về cho mình 15 điểm. Chúc mừng bạn. Và chị Xuân Lan đã xuất sắc mang về cho mình. Vâng, 0 điểm thôi. 0 điểm. Dạ, chúc mừng chị. Và trước khi chúng ta đến với thử thách tiếp theo, hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.
với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và trong vòng 2 này có tên gọi là Phán đoán tài tình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ từng chàng trai một và xem họ biểu diễn. Đồng thời có những từ gợi ý cũng được hiện trên màn hình phía trên để giúp chúng ta phán đoán thêm họ đang làm nghề gì. Và những từ gợi ý đó là do chính các chàng trai đưa ra. Và người đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị đó là Tú Mỡ. Xin mời. Hạnh phúc mới nở trên môi, cứ thế yêu mà chẳng bối rối. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Hãy nghe con tim nói rằng just love. Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu. Just love, I don't know, I don't know. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. Gì và bao nhiêu tuổi? Xin chào mọi người, mình là Danh Tú. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Danh Tú. Năm nay mình 25 tuổi. 25 tuổi? Wow. Thế bạn làm nghề gì? I don't know. Thực ra tôi thấy bạn không phải chơi trống không, mà bạn còn búng tay rồi lắc lắc. Nhưng mà tôi không nghĩ là bạn chỉ tập trung vào trống thôi. Bạn có thể là một người rất là giỏi về nhạc cụ. Anh này chắc chắn là làm nghệ thuật, bởi vì là cái cách mà ảnh ngồi rất là nghệ sĩ. Xong rồi tới khi mà ảnh đánh thì là ảnh có cái độ cảm âm rất là tốt. Mặc dù là gương mặt ảnh khá là lạnh lùng với cái cục gỗ đó, nhưng mà ảnh vẫn đánh rất là chính xác. Em ơi, cái này người ta không có gọi là cái cục gỗ. Cái này gọi là cái gì? Trống ca dương. Cái này nó gọi là cái trống cajon. Đó, nghe chưa Quỳnh Anh? Trống cajon. Mình cũng là ca sĩ mà sao kêu cái trống ta là cái cục gỗ? Tại vì mình chỉ đi hát thôi, đâu có đi đánh trống đâu biết. Nhờ tham gia chương trình Giác quan thứ 6 mới biết, cho nên mình mới nên chơi chứ. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ khóa. Xin mời từ khóa đầu tiên. Đặt gõ. Một gợi ý rất quề vốn. Đúng là quề vốn, mới vừa đặt vừa gõ. Đâu có, nhiều khi người ta là sợ thợ sửa nhà, người ta đập gõ nhà cửa cũng liên quan vậy. Sửa nhà liên quan gì tới âm nhạc? Không, cái bàn tay này, cái vóc dáng này, cái gương mặt này không thể nào là đập gõ nhà cửa được. Đập gõ có thể là điêu khắc gỗ, biết đâu được. À ok, gợi ý thứ hai được không? Xin mời gợi ý thứ hai. Em nghĩ với cái gợi ý này chắc thế nào cũng xin thêm gợi ý nữa quá. Không. Thì ra nãy giờ nó quề vốn. Không, em thấy cái chữ ngẫu hứng này nó không có là quề vốn đâu nha. Tại vì nếu mà là một nhạc công chơi trống á, thì không được ngẫu hứng nhiều đâu. Phải trong một cái khuôn khổ của bài hát. Ít ai nhìn thẳng vô mắt chị được lâu lắm, mà bạn này bạn lì lắm. Bạn nhìn bạn bản lĩnh lắm. Bạn là một người rất là dày dạn bản lĩnh sân khấu. Bạn rất là dày dạn về cái bản lĩnh để tiếp xúc với những cái áp lực chung quanh. Cái giác quan thứ 6 của em rất tốt, với điều kiện là em phải đứng cách một chút xíu thôi. Em có thể chạy bộ xuống ôm được không? Được không? Được. Đứng rồi. Trước cái vòng này thôi, không được đứng trái gần nhà quá nha. Em không mê trai, chị đừng lo. Không mê trai, bắt tới tôi cười thế gì. Bây giờ sau khi mà em nói xong thì em không cần tới cái gợi ý thứ ba, và em nói luôn nhá, chắc chắn nhá. Trời ơi. Bạn này làm nhạc sĩ. Hay thiệt đó nha. Quỳnh Anh đi tới, Quỳnh Anh không thèm nhìn bạn này, bằng quanh nhìn lên vậy nè. Bạn đi về cái nói nhạc sĩ. Không phải, tại vì giác quan thứ 6 là nó là cái cảm giác của mình. À, cái mình năng hử, lượng hử. Nó ồ ập, nó tạt vào người mình, chứ không phải là mình nhìn bằng mắt thường. Bây giờ em cho chị Xuân Lan bắt tay bạn này luôn, thử xem bạn làm nghề gì. Bắt tay thử.
Nhạc sĩ thường thường tay mềm lắm em. Chị nắm tay nhạc sĩ hoài luôn hả chị? Ừ đúng rồi, chị thích lắm. Em nói là điêu khắc. Không, tay bạn này phải tiếp xúc với lại đúng là kiểu đập gõ thì thấy có lý đó nhưng mà... Thì làm nhạc sĩ cũng biết nhiều nhạc cụ mà chị. Chị cảm nhận năng lượng nha, chị thấy bạn này là một cái người... Catwalk. Biểu diễn nhiều hơn là ngồi một chỗ ngồi ẩn mình đó nha. Cái mắt của bạn dễ sợ là... À, thôi về về xin từ khóa thứ ba. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Chị tới đây chị nắm tay chị đi qua đi lại cuối cùng xin từ khóa. Ủa em tới đó mới được nắm tay chứ. Rồi tự như ý thôi. Dạ xin mời từ khóa cuối cùng Latin. Tại sao bạn lại chọn từ khóa gợi ý là Latin? Nghề của Tú là được sinh ra từ những nước Latin và đặc biệt là Tây Ban Nha. Rồi. Em biết đó là cái gì rồi. Anh biết em làm nghề gì rồi. Nhưng mà không nói đâu. Anh đừng nói đấu bò nha. Em nghĩ là bạn này làm trong ban nhạc Latin. Là một thành viên trong một ban nhạc đúng không? Đúng rồi, một và thành viên. Và cái vị trí là trong... gì? Thì đập gõ đó, trống, đập gõ rồi nọ. Vậy bây giờ, nghề nghiệp Trung Quỳnh Anh chọn là nhạc công chơi trống. Được đầu đó. Còn chị Xuân Lan. Giác quan của chị là bạn này làm ban nhạc chơi trống. Hai khách mời của chúng ta đưa ra chung một đáp án đó là nhạc công chơi trống. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. Xin mời. 3. Tay bạn này phải tiếp xúc với lại đúng là kiểu đập gõ thì thấy có lý đó nhưng mà... Thì làm nhạc sĩ cũng biết nhiều nhạc cụ mà chị. Giác quan của chị là bạn này làm ban nhạc chơi trống. 2. Em nghĩ là bạn này làm trong ban nhạc Latin. Và cái vị trí là gì? Thì đập gõ đó, trống, đập gõ rồi nọ. 1. Là mình sai đó. Sai rồi. Là sai rồi hả? Bạn ơi, bạn làm nghề gì? Hiện tại thì công việc chính của Danh Tú là nghệ sĩ guitar trình diễn. Và cái trường phái guitar mà Tú đang theo đuổi là một trường phái mới có ở Việt Nam cách đây 10 năm thôi. Guitar nó là cái nhạc cụ được xuất xứ từ Tây Ban Nha. Và cái món guitar này mà Tú chơi ấy là món mà sẽ kết hợp những cái động tác đập gõ trên đàn guitar, mô phỏng lại những cái âm thanh của bộ gõ và mô phỏng những âm thanh của những cái nhạc cụ khác, hay được gọi một cái thuật ngữ chuyên môn là percussive fingerstyle guitar. Thôi cái này tha thứ cho chị được, tại vì chị không có làm gì âm nhạc. Đố em chứ em đưa 7 nốt nhạc kêu chị đọc, chị không biết đọc đâu. Không đúng, thực sự là cái này cũng hơi khó đoán thiệt. Bây giờ để bớt tổn thương á, là mình phải coi thì mình mới cam tâm. Bây giờ bạn biểu diễn cho chúng tôi coi đi. Chứ bạn nói thôi mà chúng tôi cũng hơi chưa hình dung ra được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn trình diễn của bạn Danh Tú. Xin mời. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúng ta sẽ gặp lại. Rồi.
Và người thứ hai chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chàng trai có biệt danh là Tô Ấp. Một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vô cùng. Một nơi tôi lắng chuyến đi dài, vượt suối đá, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thì sẽ lên sẽ mới mang anh luôn ngóc lên bên mà chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi được xa để trở về, đi được xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi được xa để trở về, đi được xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở của bạn Tô Ức. Bạn này thì rất là thích nhảy, nhưng mà đã lâu không nhảy. Đã lâu không nhảy. Sao em biết? Ủa, hai đứa có quan hệ gì với nhau không? Có quen biết gì với nhau trước không? Hồi xưa có nghe không? Mình biết nhau không? Nói chung là cũng có biết. Thôi đoán đi, chị theo em. Ok, xong. Trời ơi. Em biết bạn rất lâu rồi à. Hồi xưa là học chung trường nhưng mà không chung lớp. Trong đội văn nghệ của trường là hồi xưa là thành một cái nhóm mà coi như là thần tượng của cả trường. Đó là cái nhóm của bạn, ai cũng nhảy đẹp, nhảy rất hay. Thì bây giờ sau một thời gian khá là xa nhau rồi, thì bây giờ thật sự là em cũng không biết bạn đang làm gì thật. Em đoán thôi là bạn sẽ làm một cái việc gì đó mà nó liên quan đến đi xa về du lịch. Hồi nãy tôi với Trương Thúy Vinh cười, bạn giống một người quen của tôi lắm. Cũng hay đi xa, đi thực xa rồi trở về, xong rồi đem hàng bán online. Anh, nhưng mà đó là một cái công đó việc, là một cái công việc, một cái nghề rất là phổ biến, là bạn đi du lịch ở khắp nơi và bạn đem hàng về cho ai order hàng, bạn đặt xong rồi bạn về bạn giao, mà bạn kiếm tiền rất là tốt từ cái nghề đó. Thôi để tôi chờ từ khóa của chương trình đi. Trời, xin mời gợi ý đầu tiên. Trải nghiệm thì mình bán sản phẩm, mình cũng phải trải nghiệm trước qua rồi mình mới quảng cáo cho người ta được thôi chị. Tôi thấy bạn có cái nụ cười của bạn với lại cái cách của bạn hồi nãy, bạn rất là lung lay, thì tôi nghĩ bạn rất là một người rất là lanh, bạn sẽ là một cái người có thể dẫn dắt được người khác. Tôi nói tới đó thôi, tôi sẽ chờ từ khóa thứ hai. Đúng rồi, xin mời gợi ý tiếp theo. Phong cách đặc trưng. Hình như nó đang đi xa với cái nghề hướng dẫn viên du lịch. Cái phong cách đặc trưng là cái của riêng bạn hay là của tất cả những thứ xung quanh bạn đến? Dạ, em yêu cái đẹp, cho nên những gì mà em làm hay em thực hiện nó đều liên quan tới một cái đẹp nào đó. Và mỗi người có một tính cách khác nhau, thì những công việc em đang làm nó sẽ có những cái sự đặc trưng khác nhau mà người ta nhìn vào hay người ta trải nghiệm thì người ta sẽ nhớ. Nghĩa là cái sự trải nghiệm đó không phải là cái sự trải nghiệm của riêng bạn, mà là cái sự trải nghiệm của tất cả mọi người khi làm việc với bạn hả? À, xin mời gợi ý cuối cùng. Nhập gia tùy tục. Bạn, tại sao bạn lại chọn từ khóa là nhập gia tùy tục? Dạ, thì những người đến với em họ không phải muốn gì thì cũng được cái nấy, mà họ cũng phải theo một cái quy định hay theo một cái quy ước nào đó mà của riêng em đặt ra và cả hai bên đều thống nhất. Em nói sao mà rõ ràng quá, người ta biết hết trơn rồi. Không biết luôn. Không, nói hồi em lại nói nghĩ hồi là dẫn ngược đi luôn á. Ủa vậy tôi nghĩ là bạn đi du lịch, bạn đi tới đâu là bạn nhập gia tùy tục, bạn phải theo phong cách ở chỗ đó hay là quy định chỗ đó. Xong rồi bạn nói là ai làm việc với bạn là phải theo cách của bạn, là tôi hơi... Đúng rồi, mà rất là rõ ràng luôn. Nếu mà người như vậy thì theo chị là công việc gì? Theo tôi nghĩ bạn này là một... Tên là một nhiếp ảnh chụp phong cảnh.
nói chung là nhiếp ảnh. Tại vì hồi nãy thì em nghĩ nó là một cái gì nó rất là rộng lớn bao quát. Bạn nói nhập gia tùy tục xong một cái là em lại nghĩ nó là một cái gì đó nó nhỏ hơn, nó gói gọn hơn trong một cái khu gì đó thôi. Ừ, nó rất là cụ thể. Với anh thì anh thấy cái từ gợi ý này nó đưa anh tới một cái quyết định, một cái nghề nghiệp luôn. Em quyết định là bạn sẽ làm quản lý một cái chỗ resort nào đó. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Tư Vinh. Xin mời. 3. Cái trải nghiệm ở đây là tôi nghĩ là các bạn thích đi du lịch chỗ này chỗ kia chỗ nọ để bạn chụp, bạn thu hết vào ống kính của bạn theo một cách rất riêng của bạn. Bạn này là một nhiếp ảnh chụp phong cảnh. 2. Tại vì hồi nãy thì em nghĩ nó là một cái gì nó rất là rộng lớn bao quát. Bạn nói nhập gia tùy tục xong một cái là em lại nghĩ nó là một cái gì đó nó nhỏ hơn. Em quyết định là bạn sẽ làm quản lý một cái chỗ resort nào đó. 3, 1. Sai nữa hả? Sai nữa. Rất tiếc. Sai rồi. Bạn có thể cho mọi người biết bạn làm nghề gì không? Dạ, trước tiên thì xin chào hai vị khách mời, xin chào hai MC cũng như xin chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Trung. Nghề nghiệp của em hiện tại là đang kinh doanh một cái homestay ở dưới Hội An, mang tên là The Mansion Hội An. Thì ở homestay thì nói gì nói mình là người cung cấp dịch vụ, nhưng mà những người mà người ta chấp nhận ở homestay thì người ta sẽ theo một cái số quy định nhất định của chủ nhà. Thì bởi vì chủ nhà luôn lúc nào cũng mong muốn là mang đến một cái trải nghiệm bản địa, trải nghiệm địa phương cho những người đi du lịch, nhất là những người đi ở homestay. Ví dụ như là mình phải ngồi ở dưới đất mình ăn cơm, gia đình người ta vậy thì dân người ta thích ở trên bàn thì cũng mời ở xuống dưới đất người ta ăn cơm. Ví dụ hôm nay tôi không thích ăn món Việt, tôi muốn thích ăn món Tây, nhưng mà hôm nay chủ nhà nấu là nấu món Việt, thì nếu như mà bạn chấp nhận bạn ăn, còn không thì mình có thể chọn một sự lựa chọn khác nào đó ở nhà hàng bên ngoài. Thôi vậy là em cũng gần đúng rồi. Đúng rồi, Trương Quỳnh Anh chỉ gần đúng thôi chứ chưa có chính xác. Cho em nửa điểm được không? Không. Thì cho em 15 điểm luôn đó. Và với cái kết quả vừa rồi thì hai khách mời chúng ta vẫn không đem về cho mình một điểm nào cả. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn bạn. Và xin mời quý vị khán giả đến với chàng trai cuối cùng có nickname là Bin. Xin mời. Xin chào mọi người. Và hôm nay là rất là vui vì Bin đã được đến với chương trình Giác quan thứ 6. Và hôm nay điều vui hơn nữa là được gặp anh Vinh, em muốn mời anh để ngẫu hứng với em một ca khúc, một sáng tác của cô Thị Miên. Không biết anh có thuộc bài niệm khúc cuối không anh ha? Được, anh có nhớ. Anh sẽ cùng em ngẫu hứng ca khúc này để dành tặng cho quý vị khán giả ở đây được không ạ? Sẵn sàng. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn xin tự giới thiệu, em tên là Đức Huy, nickname của em chính xác là Huy Bin. Cái cách của bạn đàn này nọ thì rất là giống một thành viên của nhóm ACNM, đó là anh Nam Khánh. Không phải là về cái gương mặt cái gì, nhưng mà cái phong thái, cái thần thái để biểu diễn thì tôi nghĩ bạn là một người cũng có cái chiều sâu trong âm nhạc rất là kinh khủng. Dạ dạ, từ khóa đi dạ. Xong rồi hả chị? Ừ, dễ thương à. Dạ, dạ dễ thương. Dạ rồi. Xin mời đến với từ khóa đầu tiên. Bạn này dạy bơi đó. Dạy bơi, đúng rồi chị. Tập thở. Thở dưới nước á.
không có thể là thầy dạy yoga. Thầy giáo dạy điền kinh. Tại vì điền kinh nó là cũng phải chạy, phải thở, phải hít thở, hít thở. Có cái môn thể thao nào không thở mà. Còn không là đây là một giáo viên dạy về về gọi là cái gì, đài từ sân khấu. Tại vì khi mà chị diễn kịch đó, chị phải học á, là học phải hít thở nào, lấy hơi sâu ở dưới bụng, đẩy lên nào, tiếng nói sân khấu á. Những cái gì mà nó liên quan về cái đó, ví dụ như là âm nhạc hay là kèn hay là gì á, hay là tiếng nói sân khấu, người ta gọi là tập hơi. Tập hơi hả? Chứ không ai nói tập thở. Tập thở nhiều khi là bơi lội là đúng. Ê chị ơi, em liên tưởng tới là mấy cái cô mà có bầu á, xong rồi phải trời ơi, phải tập thở, xong rồi cũng phải đi tới mấy cái trung tâm để học á. Có lý. Em đau quá đâu. Thở ra, hít thở. Vậy là bác sĩ sản khoa, bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sản khoa cũng dạy người ta thở. Đúng không? Đúng, có lý. Em thấy bắt đầu hai khách mời của chúng ta đã đi quá xa rồi đó. Nó qua tới bệnh viện phụ sản rồi. Đến luôn với từ khóa tiếp theo ha, hai dạ, chị ha. Dạ. Em thấy bắt đầu sợ hay chị? Xin mời từ khóa thứ hai. Bài bản. Bệnh viện phụ sản á, người ta có dạy thở theo bài bản không hai chị? Hay là Bin làm cái nghề lồng tiếng cho phim hoạt hình thì cái đó mình cũng phần phải tập thở, phải có hơi nhiều á. Tại vì mấy cái bạn mà trong hoạt hình là mấy bạn vận động rất là nhiều. Có lý. Hay quá. Hay đó, hay đó. Như vậy có vẻ như là Quỳnh Anh không cần gợi ý thứ ba luôn. Không, Quỳnh Anh vẫn cần. Cần luôn sao? Xin mời gợi ý cuối cùng. Chị biết em là một người bình thường ở ngoài rất là dễ thương. Mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nếu nói em là một người thầy giáo. Bởi vì em trẻ lắm. Thì chị nhìn thấy một cái người nhạc sĩ về piano sẽ khác. Cũng sẽ có cảm xúc feel giống như là cái bạn hồi đầu tiên mà guitar. Bạn sẽ rất là feel. Còn bạn này rất là chỉnh chu. Quay qua nhìn, hát theo, nhắc lời bài hát. Và chị biết ở trong đây em rất là muốn hát theo để em chỉnh cho Vinh luôn á. Giảng viên thanh nhạc. Chốt nha. Thôi chốt. Thấy hơi lên là thấy khó rồi đó. Sao Quỳnh Anh em? Dạ em như chị Lan. Như vậy là cả hai vị khách mời đều chọn là giảng viên thanh nhạc. Dạ. Và bây giờ thì kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. 3. Hát theo, nhắc lời bài hát. Và chị biết ở trong đây em rất là muốn hát theo để em chỉnh cho Vinh luôn á. Giảng viên thanh nhạc. 2. Em như chị Lan. Như vậy là cả hai vị khách mời đều chọn là giảng viên thanh nhạc. Dạ. Yeah. Và 1. Và cuối cùng thì là Xuân Lan đã mang về cho mình 5 điểm. Trời ơi, 5 điểm. Không có về trắng tay, mọi người ơi. Mừng quá, mọi người ơi. Tôi đã có điểm. Chị ơi, mới có 5 điểm mà chị mừng vậy sao? Không em, chị không điểm là chị sẽ nhục đó. Bây giờ chị nghe em công bố điểm của Trương Quỳnh Anh nè. Cộng thêm 5 điểm nữa, bạn mang về cho mình 20 điểm. Xin mời bạn hãy nói về nghề nghiệp của mình. Huy xin tự giới thiệu, Huy là giảng viên thanh nhạc. Khoảng 6 năm trước, em đã bắt đầu vào cái ngành dạy thanh nhạc của mình. Em xuất thân là một ca sĩ của quân đội. Em làm trong một đoàn nghệ thuật thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm công việc đấy 4 năm rồi. Và sau khi đó là em tách ra và em chỉ tập trung vào vấn đề giáo dục âm nhạc là giảng viên thanh nhạc thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ là hai chàng trai, đó là Danh Tú và Hoàng Trung. Xin mời. Và thử thách tiếp theo được mang tên là ngôi sao may mắn. Có nghĩa là một trong ba bạn này đang giữ một ngôi sao may mắn. Nếu như ai chọn được cái bạn đó thì sẽ được một phần quà khá là thú vị của chương trình. Xin mời hai khách mời hãy đến bên cạnh chàng trai mà mình lựa chọn. Nãy giờ ghim ai thì mình đến rồi đó. Đi lượn vòng, cái này là trong thể thao gọi là môn đi lượn vòng. Vẫn chưa chọn xong luôn á. Chị chọn xong rồi đó em. Xin được chúc mừng hai chàng trai, đó là Hoàng Trung và Huy Bin. Ấy ơi, ấy về với tôi nha. Không ai chọn ấy rồi, về đi tôi nuôi cho. Cảm ơn Danh Tú đã đến với chương trình rất nhiều nha em. Chúc em là thật nhiều thành công trong năm 2019. Cảm ơn anh. Và trước khi đến với vòng 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Các bạn đừng chuyển kênh nhé.
mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Vâng, và vòng 3 có tên gọi là Ngôi sao may mắn này. Chúng tôi sẽ đưa ra một thử thách, cũng có một cái tên riêng của nó, đó là đoán nghề nghiệp. Mỗi đội sẽ được chia một sắp tên nghề nghiệp như thế này. Một trong hai người sẽ phải diễn tả với cái chú chuột Mickey làm sao cho người kia đoán được. Chúng ta sẽ cùng có 3 phút để hoàn thành nhiều nhất. Đội nào nhiều hơn thì giành được 10 điểm. Rất đơn giản. Trong thời gian chơi, nếu như chúng ta nghe được tiếng chuông thì sẽ đổi vị trí lại cho nhau. 1, 2, 3. Rồi, thắng chơi trước. Thắng mình về dẫn điểm trước, mình chơi trước đi. 3 phút dành cho đội Trương Quỳnh Anh, bắt đầu. Ca sĩ. Chính xác. Đáp anh. Nghề nghiệp, nghề nghiệp. Cầu thủ. Chính xác. Chuyên viên trang điểm. Chính xác. Lính cứu hỏa. Chính xác. Bác sĩ. Chính xác. Để dỗ chết quá à. Đổi vị trí, đổi vị trí. Múa. Vũ công. Chính xác. Làm móng tay. Nấu ăn. Đầu bếp, đầu bếp, đầu bếp. Chính xác. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Phục vụ. Phục vụ phục vụ nhà hàng. Phục vụ tiệc cưới. Hết giờ. Phục vụ trà sữa. Trời ơi, khó quá. Trà sữa sao nói. Vậy nè, làm vậy nè. Nhai chân trâu, chân trâu đúng không? Đội Trương Quỳnh Anh đã đoán đúng 7 nghề nghiệp. Xin chúc mừng. Và bây giờ là 3 phút dành cho đội chị Xuân Lan. Bắt đầu. Diễn viên hài. Chính xác. Thảo Mai. Chính xác. Giỏi quá. Thủ môn. Chính xác. Người mẫu. Trời ơi, nghề của chị luôn. Vận động viên quay lội. Chính xác. Trời ơi. MC. Rồi dẫn chương trình. Hay quá. Hay quá. Đổi vị trí. Phát tờ rơi. Phục vụ. Phục vụ bàn. Chính xác. Trời ơi. Vụ móng tay. Làm móng. Thợ làm móng. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Quay phim. Chính xác. Trời ơi, trời. Sửa xe. Thợ sửa xe máy. Chính xác. Trời ơi. Hết rồi, hết luôn, hết luôn. Hết luôn. Và sau 3 phút thì đội Xuân Lan đã giành được cho mình 10 đáp án đúng. Quá xuất sắc. Và chị đã tiến của giáo binh 10 điểm. Yeah. 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 Chúc mừng chị, chúc mừng chị. Dạ, chúc mừng chị. Chúc mừng em. Dạ, chúc mừng thầy. Dạ. Và bây giờ là giây phút quan trọng. Xin mời hai chàng trai của chúng tôi hãy để tay vào túi áo và hãy cho quý vị khán giả cũng như tất cả mọi người biết mình có giữ ngôi sao may mắn hay không. 3 2 Và 1. Oh. Wow. Wow. Trời ơi. Vừa thắng 10 điểm mà vừa được ngôi sao. Ôi may mắn ơi, nữa. Vừa thắng vừa được ngôi sao nữa. Không tính luôn. Nãy cho em thắng lại đi. Cái đó gọi là do ăn ở đó. Ngôi sao may mắn là đem về cho chị Xuân Lan một voucher 3,5 triệu nha. À. Chúc mừng chị. Đó. Sẽ được tổng kết lại số điểm của hai khách mời. Trương Quỳnh Anh hiện tại vẫn giữ số điểm là 20 điểm. Và chị Xuân Lan với cú lội ngược dòng ngoạn mục thì chị mang về cho mình tổng điểm là 15 điểm. Và như vậy là Trương Quỳnh Anh đã chiến thắng và đem cho mình phần thưởng là
10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giác quan thứ 6. Xin được cảm ơn hai khách mời đã đến đây tham gia với chương trình. Cho Xuân Lan xin một câu là thật ra Xuân Lan rất là muốn tặng ngôi sao may mắn lại cho Lâm Vĩ Dạ, bởi vì bạn ấy rất là dễ thương. Chúc em luôn trẻ đẹp và một cái sức khỏe thật là tuyệt vời để làm MC thật là tốt cho Giác quan thứ 6. Trời ơi. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.